hello anh em nhá hôm nay lên cho anh em một con đồng hồ vai bò ngày xưa vai bò xưa thời phong kiến trung quốc cái vai bò cha ông mình uh, chơi từ ngày cái thời phong kiến trung quốc mà em em thấy con này nó có có cái đặc biệt đó là tổng thể thì con cơ bản là là đẹp và chạy hoạt động hoàn hảo nhá con cái 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 hay của con này em thấy là con giấy tờ con giấy tờ mua bán, con giấy tờ ngày xưa và đặc biệt trong này vẫn còn zin vợ con zin quả lắc rồi đến khóa lên cót rồi lắc này. Lên cót con này chạy nửa tháng và đặc biệt em thấy con giấy tờ đây anh em này. Giấy tờ này. Con có cả cái đồng tiền ngày xưa này. Đấy, con có một đồng tiền cổ ngày xưa đây. Đấy, đồng tiền của Trung Quốc cổ ngày xưa anh em ạ. À. Đấy, em thấy nó con con để ở để ở trong này luôn. Đấy, và đây hướng dẫn sử dụng và giấy tờ mua bán nó con vẫn còn nguyên đây này anh em ơi từ năm một mấy chín trăm đây một chín một chín bao nhiêu đây một chín sáu sáu mà sau đó ông có ông nào mua lại năm một nghìn chín tám sáu nữa này đấy rất hay giấy tờ nguyên bản luôn ai đọc được tiếng tiếng này thì đây là chắc là quyền hướng dẫn sử dụng cách sử dụng rồi hướng dẫn đây này đây còn nguyên si luôn Ê, rất hay nhá anh em nào thích cái con cổ cổ xưa này từ một chín sáu sáu mà có ông chủ nào ông mua lại năm một nghìn tám tám sáu trong này vẫn còn nguyên nguyên tờ tiền đấy anh em nào mà mua con này thì ôm hết luôn giấy tờ gốc ôm hết luôn giấy tờ nhá đấy em bán cho anh em một con đúng hoài niệm cổ luôn anh em chốt con này thì nhanh chóng nhá giá công khai rồi đấy